Sáng mùng 6 tháng 12, Công an quận Tân Bình phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai nhân chứng, điều tra làm rõ vụ cháy khiến hai người tử vong tại khu vực. Thời điểm xảy ra cháy, người dân xung quanh hô hoán cho những người bên trong biết và tìm cách dập lửa. Ít phút sau, người dân vào được nhà, đưa ba người, trong đó có hai cháu bé ra ngoài. Khi mọi người tìm cách quay lại để dập lửa cứu thêm người, thì gần cửa, lửa bốc cháy dữ dội, khói nghi ngút nên đành bất lực. Lực lượng phòng cháy chữa cháy nhanh chóng có mặt, triển khai chữa cháy, cứu nạn và khống chế hoàn toàn đám cháy sau khoảng 30 phút. Qua kiểm tra, công an phát hiện thi thể hai người đàn ông ở khu vực cầu thang và tầng trệt căn nhà. Danh tính hai nạn nhân là ông DGH, sinh năm 1953, và ông DPNH, em ruột ông H, sinh năm 1961, ngụ quận Tân Bình. Căn nhà bị cháy có diện tích gần 45m², gồm một trệt, một gác lửng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định do ngọn lửa bùng cháy dữ dội khiến gác lửng đổ sập, chắn cửa ra vào nên việc thoát hiểm của người bên trong không thành công. Theo người dân địa phương, căn nhà trên có 7 người sinh sống, hoàn cảnh kinh tế của gia đình rất khó khăn. Bên trong nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy, được góp ý nhiều lần nhưng chủ nhà chưa kịp dọn dẹp thì xảy ra vụ cháy. Bà H, sinh năm 1959, hàng xóm cho biết khi xảy ra cháy, người dân xung quanh rất tích cực trợ giúp lực lượng chức năng dập tắt ngọn lửa.